Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Theo tin từ website của Đồng Giáo mục Việt Nam, giáo phận Đà Lạt có tân giám mục chính tòa. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bản tin. Tân giám mục chính tòa giáo phận Đà Lạt, Đức Tổng giám mục Marek Zaleski, sứ thần tòa thánh tại Singapore, kiêm đại diện tòa thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo. Hôm nay, ngày 14 tháng 9 năm 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp thuận cho Đức Cha Anton Vũ Huy Chương từ nhiệm sứ vụ quản trị mục vụ giáo phận Đà Lạt. Kế nhiệm Đức Cha Anton Vũ Huy Chương là Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giáo mục phó giáo phận này. Tiểu sử Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, tân giáo mục chính tòa giáo phận Đà Lạt. Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh sinh ngày 12 tháng 8 năm 1955 tại Cần Thơ. Ngày 13 tháng 8 năm 1955, Ngài nhận bí tích thánh tẩy do cha Grand Mick tại nhà thờ họ đạo Cần Thơ, khi đó thuộc giáo phận Nam Vang, nay là nhà thờ chính tòa giáo phận Cần Thơ. Từ năm 1966 đến năm 1973, Ngài học tại Tiểu Trung viện Simon Hòa Đà Lạt. Từ năm 1973 đến năm 1980, Ngài học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X Đà Lạt khóa 16. Từ năm 1980 đến năm 1994, Ngài làm việc mục vụ tại Giáo sứ Tân Thanh Giáo phận Đà Lạt. Từ ngày 29 tháng 5 năm 1994, Ngài được Đức Cha Bartholomew Nguyễn Sơn Lâm chuyển chức linh mục. Từ năm 1994 đến năm 2003, Ngài là Phó sứ Tân Hóa, Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt. Từ năm 2003 đến năm 2009, Ngài du học Roma về giáo luật, tốt nghiệp tiến sĩ giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Ubriana. Từ năm 2009, Ngài là đại diện tư pháp giáo phận Đà Lạt. Ngày 8 tháng 4 năm 2017, được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm giáo mục phó giáo phận Đà Lạt. Ngày 31 tháng 5 năm 2017, lễ chuyển chức giáo mục tại Trung tâm mục vụ giáo phận Đà Lạt. Chúng ta cùng hợp ý cầu nguyện cho Ngài được hồn an sắc mạnh để chu toàn sứ vụ mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe bản tin. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.